Độ Mixi bị hack kênh YouTube 7,3 triệu người theo dõi. Độ Mixi cũng vừa chính thức xác nhận thông tin kênh YouTube này bị hack. Trong group Mixi Gaming cộng đồng cũng vô cùng bức xúc. Ngày 2 tháng 4, YouTuber Độ Mixi, tên thật là Phùng Thanh Độ, cho biết kênh YouTube của anh đã bị hack. Thực tế, trang YouTube 7,33 triệu người theo dõi của Độ Mixi hiện đã bị ẩn toàn bộ video, đồ ảnh đại diện và banner thành một thương hiệu tiền số và blockchain. Độ Mixi từng là gamer, sau đó phát triển thành streamer số 1 Việt Nam hiện nay. Độ Mixi cũng nổi tiếng là một trong 4 thành viên của tứ hoàng streamer lừng danh Việt Nam cùng Pew Pew, Shemesis, Virus. Thông qua các hoạt động livestream chơi game, tương tác về cuộc sống trên kênh YouTube và Nemo TV, Độ Mixi có được cộng đồng fan cực kỳ hùng hậu và rất trung thành, sôi nổi không chỉ trên sóng mà còn trong các hoạt động từ thiện. Độ Mixi từng tổ chức nhiều buổi offline cho fan hâm mộ tham dự và thu hút lượng khán giả đến xem trực tiếp, cũng như xem qua livestream lên tới hàng trăm ngàn. Độ Mixi cũng từng mời nhiều người nổi tiếng lên sóng livestream cùng và được cộng đồng hào hứng đón nhận. Độ Mixi cũng là người ghi điểm trong mắt cộng đồng với nhiều hoạt động từ thiện, như xây trường cho học sinh vùng cao, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.